bốn câu chuyện ngắn hay về cuộc sống đời thường câu chuyện thứ nhất xóm gầm cầu cư dân sớm gầm cầu tự những mảnh vỡ của đủ thứ bắt đĩa nhưng dù xa lạ đến đâu thì chỉ sau hai ba giờ gặp nhau đã trở nên thân quen hệt như những con chim sẻ hoang trên đồng cao niên nhất là cụ thành tuổi già và những nỗi đau đã làm hằn sâu trên khuôn mặt phúc hậu những đường rãnh chằng chịch trước Tết cụ vẫn còn nhà dù chỉ là hơn chục mét vuông trong ngõ. Trước nửa nhà cụ ở phố, mặt tiền tới 8 mét nhưng vì thằng con mê cờ bạc nên phải bán đi. Sau mấy lần đổi nhà, cuối cùng đến căn phòng nhỏ cạnh hố xí công cộng cũng bị xiết nợ. Thằng con thì phát vãng, trốn nợ, không thấy sủi tâm. Người thứ hai là Thương, cô gái điếm 28 tuổi xinh đẹp, hiền lành. Nhà chồng thương ở phố Hàng là con cầu tự, nên mạnh được luôn chiều từ bé, học hành nghề ngỗng chẳng vào đâu, nhưng mê cờ bạc còn hơn thằng con cụ thành. Mạnh có hẳn lý luận về môn đỏ đen. Gã bảo, cờ bạc không tự nhiên mà có, mà do những người có trình độ thâm hậu sáng tạo ra, nên nó là một thứ khoa học cao siêu ai nắm được nó sẽ gặt hái vô kể. Bố mẹ gã lần lượt quy tiên vì buồn chán thằng con phá gia chi tử. Căn nhà rộng gần 50 mét vuông chỉ còn cái xác rỗng khi đồ đạc lần lượt đội đón ra đi. Ngoài những lúc bệt đích trên chiếu bạc, Mạnh đi rình vợ xem có món tiền nào là lấy bằng được để nghiên cứu khoa học. Sớm gầm cầu, còn hai đứa trẻ độ tuổi ra ràng lông rùi, quê hàng Nam, có nốt ruồi to như hạt đổ bên lông mài trái. Gần chục năm trước, mẹ nó bỏ nhà đi đâu chẳng rõ. Bố nó chán đời, một tối uống rượu say bất ngờ ngã xuống ao chết. Long ở với ông chú cùng cha khác mẹ với bố, nhưng ông chú giữ đòn nên nó bỏ đi. Thằng tài sức thì hôm đầu tiên đến sớm gầm cầu, sau khi bị nhà chủ phu ăn cắp đồng hồ đã trượt chân, đập mặt vào mố cầu, thành ra có vết sẹo trên môi. Người thứ năm ở xóm gặp cầu là lệnh xe ôm. Ngoài ra còn thanh niên tên là Linh mà long rùi và tài sức gọi là Linh Công Tử. Vì bố nó là thứ trưởng, Linh bỏ nhà đi sau khi thi trượt đại học. Mặc dù ông thứ trưởng nói bố sẽ bảo anh em bên bộ giáo dục điều chỉnh lại nhưng linh thấy ngượng với đám bạn cùng lứa và sâu thẳm bên trong thì nó chán nó tưởng thấy người ta đưa tiền phần trăm dự án cho bố từng nghe bố phát biểu ở chính cái công ty đã đưa tiền cho ông người lao động cần phát huy quyền làm chủ phấn đấu quyết liệt vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong lúc lục lọi đồ cũ tình cờ nó phớ được cuốn nhật ký của mẹ biết được con đường thăng tiến của bố bắt đầu bằng lừa gạt vu khống bạn thân để lấy bằng được mẹ nó vốn là con gái một vụ trưởng linh hỏi mẹ về chuyện này mẹ nó buồn rầu bảo số phận thì biết làm thế nào thế là nó bỏ nhà ra ở gầm cầu đến nay được gần một tuần tối hôm đó Cụ Thành ngồi thẫn thờ nhìn mặt sông, lông ruồi đang gặm bắp ngô nướng. Nhìn sang, thấy bắp ngô, nó đưa, vẫn nằm im trên tay bà cụ, bèn dục. Bà ăn đi cho nóng, để nguội tí đã, không rụng hết răng. Vừa lúc đó, tài sức chạy về, nhìn thấy mấy trái bắp ngô, nó kêu toán lên. Ố, mày lừa cô ấy lấy thêm được bắp ngô đấy à? Cụ Thành quay sang Long, còn mang bắp ngô trả cho người ta. Người nghèo nhặt từng xu, sao lại nỡ làm thế? Thôi, bà cứ ăn đi, cô ấy về mất rồi, ngày mai cháu trả cô ấy tiền. Bà đưa 10.000 đây, hỏi xem bao nhiêu thì trả cho người ta, khỏi tội nghiệp. Cháu nhớ rồi, mai cháu sẽ trả. Vừa lúc ấy, thương từ đâu chạy sòng sọc đến chỗ Linh Công Tử nằm rồi ôm chầm lấy nó hổn hển bảo ôm lấy chị đi để chị rút đầu vào nách mày cho thằng phải gió không tìm thấy thương vừa dứt lời thì có tiếng cười khành khạch không trốn được đâu thằng phải gió đây rồi có bao nhiêu đưa hết đây cho tao tôi không có đồng nào hết thương đáp thủng thẳng mày nói láo tao nhìn thấy hết rồi đưa ngay đây không thì đừng trách tao có tiếng loạt soạt, trộn linh công tử vừa nằm vừa đưa ra hai tờ polymer. Tiền đây được chưa? A, à, à, ắt con mà đã biết gái gú hả? Mạnh giật hai tờ tiền gằn giọng. Tạm thế đã, cứ găm lại, khi nào tao xuống thì lại đưa, nhớ chưa? Linh nhìn theo, khi thấy mạnh khật khưởng cầm tiền đi ngược lên dốc, bèn buông tay khỏi người thương rồi lao bào. Chị ở chỗ nào ông ấy cũng biết hết hay sao á Thư ngồi dậy Chị cố trốn mà có được đâu Nhưng sao em đưa cho nó nhiều thế Để cho nó đi cho nhanh Khỏi đánh chị Thế lịnh xe ôm Quẩy oải dắt xe về Cụ Thành quay ra hỏi Thế nào thằng cu có đỡ không Mặt lịnh xe ôm Vàng kệt dến đèn Bác sĩ bảo mổ bà mất những ba chục triệu thì biết lấy tiền đâu ra. Khéo phải cho cháu về nằm chờ chết mất thôi. Cụ Thành đang ngồi tựa lưng vào mố cầu, liền nhẫm lên. Đúng là số khổ. Thôi, thế này nhé, bà còn 95 nghìn. Đứa nào còn bao nhiêu, góp vào đây, đỡ cho anh lệnh. Lệnh lắc đầu quậy quậy. Thôi bà ơi, anh cứ mặc chúng tôi, chẳng thám tháp gì, nhưng đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Của con bảy trăm đây. Long ruồi đưa tiền cho cụ thành. Của con còn năm trăm. Biết thế sáng nay không gửi về quê cho con em. Tài sức than vãn rồi quay sang dục. Còn chị thương và linh công tử tiền đâu? Đây đây, cháu gấp hai triệu. Cháu cũng còn triệu hai đây. Thương lại gần dúi tiền vào tay cụ thành. Cụ Thành nhắm nước bọt đếm tiền rồi nó to. Kém năm nghìn nữa là được 4 triệu rưỡi. Bèo bọt quá, nhưng anh cứ cầm lấy, gọi là tấm lòng của bà cháu tôi. Lệnh xe ôm xua tay rền rỉ. Con không cầm đâu, bà con mình toàn đỏ nát cả. Đỏ nát mới đụng nhau, cầm đi rồi gặp đâu xin đấy, biết đâu có người hảo tâm. Tài sức láo táo, Kể ra 5 triệu cũng mới là 1 phần 6 Lòng rùi bỗng kêu lên À Linh công tử đăng lên phay đi Bảo có đứa trẻ đang cần 30 triệu Để mổ Không thì nó sẽ chết mất Lòng không được nói gỡ mầm Cuộc thành vỗ khẽ vào vai Long Lòng nhẽn cười Con xin lỗi Linh đưa ngay lên facebook đi Nói rõ địa chỉ chỗ này Mai ra gặp người tốt Tài gật gù còn một cách nữa, Linh về xin bố mẹ đi, bố mẹ là thứ trưởng kia mà. Linh về nhà sau khi gọi điện cho mẹ và biết hôm nay bố đi công tác nên về muộn. Sau khi bấm chuông ba lần, biết chắc chỉ có mẹ ở nhà, Linh mới bước vào. Linh trấn an mẹ, đến khi mẹ nó ngất hẳn tiếng thúc thích thì nó xin 30 triệu để cho anh Linh xe ôm đóng tiền mổ cho con trai. Linh bảo đưa tiền cho anh ấy xong con về nhà ngay nha. Sau một lúc ngần ngừ mẹ nó vào phòng ngủ lấy ra cái hộp đựng bánh kẹo và đưa cho nó 30 triệu. bất ngờ đúng lúc đó bố Linh trở về nhìn tập tiền trên tay con trai ông biểu môi nói hết tiền thì lại về đây lấy chứ gì sao không đi hẳn mẹ Linh cúi đầu nói nhỏ con nó biết nghĩ rồi. Xong vụ này là nó về ngay mà. Vụ này là vụ nào? Ông bố trừng mắt, mẹ Linh định trả lời thì ông gạt đi. Em đừng bao che cho nó nữa, còn nói đi, làm gì mà cần những ngần ấy tiền? Con cần 30 triệu bố à, đây là tiền riêng của mẹ chứ không phải trong kết của bố. Dù tiền của ai trong nhà này cũng là tiền chung của bố mẹ, con cần những 30 triệu để làm gì? Linh công tử nhìn mẹ, khẽ hít thật mạnh một hơi rồi nói. Con cho anh xe ôm, để anh ấy trả tiền mổ cho con trai anh ấy. Ông bố nhếch mép. Con làm như bố mẹ là trẻ con không bằng. Về nhà, lấy 30 triệu cho một tay xe ôm cha vơ chú váo. Con tưởng tiền là lá rụng đấy hả? Mà có đúng là đưa cho xe ôm để mổ cho con nó không? Hay là con bịa ra thế? Con không có nói dối, Đừng quát lên như thế. Tài sợ ông ấy có đúng là mổ cho con không? Hay là con dùng vào việc gì? Nói thật ra để bố mẹ đỡ lo. Con, con nghiện rồi phải không? Kỳ anh, con nó đã nói rồi. Em để cho anh dạy con. Cũng may là hôm nay người ta báo hoãn vì dịch cho nên anh mới quay về bắt gặp được gian dối này. Con không có gian dối, đó là sự thật. Bố nó gật gù. Nhà mình không nghèo, nhưng cũng chưa bằng ai đâu. 30 triệu là một số tiền không nhỏ. Kể cả đúng là ta xe ôm đó cần tiền để chữa chạy cho con, thì con cũng chỉ nên góp một phần nào gọi là thôi chứ. Chứ không thể nào mà phóng tay như thế được. Vừa nói, ông vừa tiến lại giật lấy tập tiền trên tay con trai. Vì bố chưa tin, nên bố lấy lại số tiền này. Và từ hôm nay, con phải ở nhà không được đi đâu nữa. Bố không muốn làm to chuyện. Vì sắp tới bố nhiệm lại, nhớ lộ ra chuyện này bố sẽ mang tiếng. Rồi nhớ con lại nghiện hút nữa thì khả năng bố được tái bổ nhiệm rất là khó. Con không có nghiện, bố không cho thì thôi. Linh hét lên rồi lao ra cổng chạy thục mạng. Mẹ nói rền rỉ, anh lại làm nó đi mất rồi. Ông thứ trưởng miếm môi lầu bầu chuyện này đến tài lãnh đạo bộ thì đang chạy linh nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi ría vàng đứng nếp vào góc tường nó mở máy cố ghìm nhịp thở hổn hển tôi nghe đây đầu kia một giọng nữ thanh thanh nói anh hiện có ở gầm cầu long biên không chúng tôi đại diện đoàn thanh niên trường đại học đến để trao số tiền anh huy động giúp bệnh nhân cần mẫu nghe thế mặt linh không tử giãn ra đúng lúc ấy một luồng gió mát từ ngoài sông bất ngờ ù vào phố. Câu chuyện thứ hai Mầm sóng Thụy ngồi đu đưa chiếc võng dưới hàng chuối xanh mát, những buồn chuối tròn lặng lấp đó, mấy cây mãng cầu không hạt triểu trịch quả, nhìn đã mắt. Đám chanh rộ bông ra bao nhiêu trái li ti, những thế xoài cát hòa lọc bắt đầu già treo lủng lẳng thành quả của ba suốt mấy chục năm trời, giờ thì ông đã ở trên thiên đàng. Ba Thủy suốt ngủ, khi chiến tranh kết thúc, người ta bảo nếu ông ở lại chắc chắn lên cấp tá, con cái được nhờ. Anh em họ hàng cũng thâm lây, nhưng ông chọn cách trở về bên gia đình nhỏ và nghiên cứu giống cây trồng. Nhà cạnh con mưa nhỏ, hàng ngày ông lấy xẻng múc bùn đắp vào vườn, đợi bùn khô ông bắt đầu đào hố trồng chuối khu vườn rộng mênh mông ông trồng thêm vú sữa chôm chôm bản cầu ngay chỗ nào cây tốt quả say ông lại lọc cọc đạp xe tìm đến học hỏi bằng được má thường cằn nhằn ông thật rỗi hơi việc nhà nước lương cao không làm về hưởng chế độ bệnh binh ba cọc ba đồng lấy gì mà nuôi con những lúc như thế ông chỉ ngồi im bên vườn cây trích một hơi thuốc lào Mùa đầu không trúng Mấy cây con ba ươm chết gần hết Một số cây phát triển còi cọc Và dự báo một kết quả không khả quan Ba ngồi viết viết vẽ vẽ Nhân chia cộng trừ Nhưng có vẻ bế tắc Má được dịp đá thúng đụng ni Thỉnh thoảng Ngồi nhìn ba đào hố trồng chuối Thủy cứ hỏi tới hỏi lui Bao giờ có chú để ăn ba hen Ba cười Nhanh lắm con Một năm thôi à Chuối lớn vụ vụ ấy. Một năm của bà hình như thêm tháng. Tết Tết rồi qua mùa, Thủy vẫn chưa được ăn trái chuối nào. Cây chuối mọc xanh trì cao leo đều, nhưng tuyệt nhiên không có quả. Bà đành chặt bớt cho heo và vịt ăn. Lá gom lại gọn gàng cho anh em Thụy mang ra chợ, đổ lấy bánh giò. 5 ký lá chuối mới được hai cái bánh giò cỡ tuần là hai anh em là có hai cái bánh giò mà ăn. Thấy anh hai khệ nệ bưng sắp lá chuối, ông Thụy vui như mở hội. Chuyện chuối có ra trái cây hay không cũng không quan trọng lắm. Ba bạn với mẹ bán bớt một ít đất, lấy tiền đầu tư cây trồng. Mẹ nhảy dựng lên như đĩa phải vôi. Ông bị khùng hả? Bà năn nỉ, thì bà để cho tôi làm, có nghiên cứu mới có thành công được chứ nghiêng nghiêng cái gì Người chính của ông là bác sĩ ông được đào tạo trường lớp hẳn hôi cơ mà má lại cho đã rồi chua vào buồn khóc rắm rứt không khí gia đình nặng nề bà hút thuốc lào nhiều hơn những lúc như thế thủy thấy ba tội tội ông hì hụi bút bùng hì hụi đào hố trồng thêm chuối lớp chuối đầu tiên bị chặt bỏ ba gom cho hết hàng xóm mấy cây đẹp đẹp cho anh em Thụy mang ra làm bè. Mấy cô chú đi làm đồng, giặt đồ, thấy hai đứa nghịch dưới sông còn đùa. Ba mẹ vào dữ hen, bỏ chuối cho con chơi thuyền bè cơ đấy. Má đang lúi húi làm cỏ lúa, đứng lên mắng ông ổng. Mặc kệ cha con nhà nó, liên quan gì tới mấy người, sao nhiều chuyện hen. Đúng là chẳng ai đọ được cái miệng tí ly của má Kể ra lượng chữ cả nhà nói ra chắc cộng thêm hai lần nữa mới bằng lời má nói một ngày. Thỉnh thoảng anh hai lại ù ra xong ngồi xem người ta thả chạy đỡ phải nghe má la. Thủy lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba, thi thoảng nghe má ca cẩm. Nhưng buổi chiều nghỉ học, Thủy ngồi chăm chú nhìn ba xúc đất. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu đủ thứ trên trời dưới đất Tại sao cây chuối không có hoa trắng như cây mãng cầu? Tại sao ba trồng chuối hoài mà chẳng thấy có trái? Tại sao ba không trồng cho con cây táo, con thích ăn táo? À, mà quên, ba để lá chuối cho con đổi bánh giò cũng được, khỏi trồng cây khác. Ba cười hiền, những câu hỏi nghi ngô khiến tim ông đau nhói. Ông lặng lẽ, lấy sổ đỏ cầm ngân hàng, quyết tâm đầu tư giống cây mới ông sang tận tỉnh bạn mua giống, học kỹ càng cách bón phân túi tiêu, còn nài nỉ người ta qua nhà xem thổ nhưỡng, chất đức. Thấy mấy người từ đâu tới, chỉ chỉ rõ rõ bàn ra tán vào, má ngứa mắt đâm sinh nghi. Tối đó, má kéo bà ra bờ sông, bảo bà nghĩ xuống đó cho tỉnh táo đầu óc, rồi lên nói chuyện. Bà hơi hoảng, trứng an má, má gào toán lên. Vậy ông đẩy tôi xuống sông đi, tôi chết ông mới hài lòng. Ông giỏi quá mà, nhà này tôi đâu là cái gì nữa. Má vùng phần, quay quả, thì anh em Thụy chạy ra, đứa ôm chân, đứa ôm tay khóc như mưa. Thụy nháy mắt với bà, ý bảo bà trốn đi, để cho hai anh em lo việc của má. Bà tưởng tiểm, lặng mất tâm. Tới 11 giờ đêm mới về tới sân, mặt mày đỏ ao, má đành bó tay. Ba năm sau, mới có kết quả cây trồng, bà má bán chuối không kịp, hết buồn này là tới buồn khác, thi nha mọc, bối quả. Quả nào quả nấy như cổ tay, má mừng rơi nước mắt. Ngày má đi lấy sổ đỏ về, hình như ba khóc. Ba bảo, cũng may là vụ chuối này nó không ăn mất cả sổ đỏ. Ba không dừng lại ở đó, tiếp tục mua thêm cây giống và đi tìm giống mới má nhịn nhằn bảo dừng, nhưng ba làm sao mà dừng được? tiếng tâm của ba bắt đầu có chút chút. một số người tìm đến ba để học hỏi kinh nghiệm, rồi nông thôn mới ập đến, đi đâu cũng thấy bàn phương án trồng cây, làm đẹp đường làng ngõ xóm, nhân rộng mô hình, hay cách làm mới. từ ngày có tin, xã chuẩn bị lên nông thôn mới, ba chuyển qua nghiên cứu cây vối da xanh, vối có chất lượng tốt, ngọt và cách chăm sóc khá đơn giản. Nhưng để bán sản phẩm ra thị trường thì còn cả một vấn đề nan giải. Phải đảm bảo về cả hình thức lẫn chất lượng, nhất là phải đúng tiêu chuẩn việc gáp. Ba lại lặng ngực trong đóng tài liệu tham khảo, đi sang tỉnh bạn học hỏi mô hình, học cách chiết cành, ghép cây, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những ngày nắng bỗng rác, bà leo lên con cúp 81 vì vi chỗ này chỗ nọ Nói là vi phu chứ thực ra ông đi vận động bà con đóng tiền xây dựng nông thôn mới huy động nhân công làm đường nên bà có vẻ phấn khởi mỗi tội cứ bước chân về nhà là má lại ca bài ca muôn thuở việc nhà không lo rỗi hơi đi lo chuyện thiên hạ bà cười hề hề sao lại là chuyện thiên hạ được xây dựng nông thôn mới là cho dân dân làm và dân thụ hưởng bà là người dân mà. Ít ra bà cũng nên tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hàng xóm nghe. Bà không thấy xã ta, điện đường, trường trạm, hệ thống giao thông, nông thôn đều thay da đổ thịt à? Má trề môi, úi giàu, chỉ là thành tích. Nông thôn mới, nông thôn cũ, dân vẫn là người khổ nhất. Ai cũng như bà, chắc chẳng có diện mạo nông thôn như bây giờ. Hôm rồi á, ông chủ tịch xã còn đích thân đi cắt cỏ đậu về trồng hai bên đường kìa. Nay tuyến đường xanh sạch đẹp, có điện thắp sáng, được lên tivi báo đại rần rần. Nhắc tới ông chủ tịch xã, má tự nhiên xìu lại. Má bảo, như ông đó thì được. Hôm rồi, bà con nào viết kênh mương, ông cũng tai cuốc tai hái, làm nhiệt tình lắm. Ba được thể, thì đó là đó đó dịch bệnh ào tới mọi người trở tay không kịp ba đầu rỉ nhìn vườn xoài trái đang già hàng ngày chỉ hái được mấy quả chính má đem ra đầu chợ bán số còn lại cứ phất vưởng trên cây thương lái không mua kêu anh em bà con qua lấy về ăn cũng không hết nhìn đống xoài vàng ươm rớt quanh gốc cây má lượm bỏ vào chuồng cho heo ăn số còn lại gom làm phân ba ngồi trên võng trầm tư suy nghĩ anh em thụy ở thành phố cũng không thể về ba con nhìn nhau qua màn hình điện thoại bao nhớ nhung gạt sang một bên má thang não nề chắc lại phải cho sổ đỏ vào ngân hàng đợt này là covid ăn sổ. ba tình nguyện vào bệnh viện chống dịch ông có chuyên môn dĩ nhiên đảm đương được một số công việc nhưng mắc khăn khăn không cho đi lúc cần kiếp nhất là ngồi một xó nhìn tivi tối ngày ông thấy ruột gan cồn cào. Nếu nói nệ hạ, trung sợ, thì ông không phải là người như thế. Nhưng má cho rằng, chỉ cần ở nhà thì đã góp phần phòng chống dịch, nhưng người ta vẫn nói đùa là ở yên một chỗ là yêu nước. Bà đem nỗi buồn ra vườn cây, giống cây ông mang về bây giờ đang cho kết quả rất khả quan. Ông tìm cách dở một đường đi bí mật sau nhà. Đợi đêm tối, má ngủ o o là ông bò dậy trốn lên bệnh viện. Đồng nghiệp cũ của ba nay là trưởng khoa ngạc nhiên khi thấy ông rón rén ở cửa. Ông cười ngượng ngùng. Ờ, tôi lên cô giúp được gì không? Đợt dịch này e là kéo dài đó. Anh em bệnh viện ngạc nhiên lắm. Người ta không nghĩ chuyên môn của ba vẫn tốt như ngày nào. Những ngày ở bệnh viện không có ca lây nhiễm nào, nhưng ba đã cấp cứu kịp thời cho một ca gãy xương phay một ca đau bao tử nặng và một ca gãy chân. Ông trưởng khoa gật gù. Hay là ông trở lại bệnh viện làm việc đi, tôi nhận. Ba cười, đám cây ở nhà tôi để cho ai trong hả ông? Thì anh em con Thụy chả phải một đứa đang học đại học năm năm sao? Ba xuề xòa, tụi nó còn non lắm. Chưa kịp để lại lời dặn thì ba đột ngột ra đi vì đột quỵ. Ngày ông từ bệnh viện về trình diện má, bảo hết giãn cách xã hội rồi. Cũng là ngày ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu và ra đi. Lúc ngồi bên ba, Thủy Thí Ba bỏ vào tay cô một hạt mãng cầu na, béo tròn, đen bóng. Như thể đó là duyên nguyện cuối cùng trước lúc ông rời trần thế. Hạt nhọn đâm vào tay Thủy, đau nhói. Hình như nó đang cự mình, nảy lên một sự sống Câu chuyện thứ ba Những án mây trôi Đò đã sang sông, Phan đã đi rồi. Tôi đứng chung chân vào bãi cát, tần ngần nhìn dòng trôi. Những khóm lục bình tan tác, từng cánh tím liệm rã rời. Hàng hôn sạm tối, chỉ còn lại gió phi phu. Phan đã đợi tôi đến trước đò cuối cùng, nhưng tôi không dám gặp Phan để nói lời từ biệt tôi đứng nếp vào bụi cây nhìn con thuyền lề bềnh rồi tan vào màn sương tôi không thể sang bờ bên kia cũng như phan không thể vì tôi mở lại mỗi chúng tôi đều có con đường riêng trước mặt tôi quay lưng đi để lại đằng sau dòng sông âm thầm hòa vào bóng tối mùa này xuyến chi đâm lên những đọt non xanh mở màng tôi bước một loáng đã được đầy một rổ chợt nhớ phan cũng thích ăn ngọn xuyến chi xào tỏi. Có lần chúng tôi đi hết cả buổi chiều chỉ để hái ngọn xuyến chi ở bãi sông. Những bông hoa trắng mỏng tan rung rẩy trong gió, cánh hoa rớt xuống, nhụy hoa thành hạt. Từng hạt nâu bóng mạnh dẻ, có cái móc gai trên đầu bung ra, phản phúc những nhụy hoa tu tủa ném về phía tôi. Tôi chạy trong gió chiều, mái tóc sổ ra, găm đầy những sợi móc gai. Tôi bất giác đưa ta lên vút tóc tiếng cười ngưng bặt từ một thời tuổi cũ tôi trả bước trở về mẹ vẫn nằm bất động trên giường bộ ngực lép xẹp phập phồng hơi thở mỏng tôi tự hỏi đã bao giờ mẹ có được phút giây nào hạnh phúc kể từ khi mẹ dắt tôi tới chốn này chạy trốn khỏi người chồng phủ phu cờ bạc làm tán gia bại sản tôi không nhớ mặt cha và cũng không có nhu cầu nhớ nữa mẹ con tôi sống âm thầm tạm bợ suốt mười mấy năm trên cái bãi sông này. Bây giờ người ta không cho mượn đất nữa. Chúng tôi sắp bị đuổi ra đường, nói chi đến chữa bệnh cho mẹ. Vậy mà lão cốc xuất hiện, dàn xếp mọi chuyện, lại hứa đưa tiền trị bệnh cho mẹ tôi. Tôi nghĩ về lão cốc, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, cơ thể vạm vỡ đen bóng, chi chích sẹo và hình xăm trổ lão giàu nhất khu này. Cơ ngờ lão có được là nhờ người hút cát trên sông. Tôi sợ sợ mỗi khi phải đối mặt với lão vì cái vẻ dữ tận và vì cái những lời đồn. Chiều cuối đông tôi gặp Phan ở bến sông. Phan vừa bước lên bờ. Tôi thoáng thấy đã vội kéo cái nón che khuất nửa mặt rồi rã bước. Phan chạy theo dằn cái nón ra. Tôi cúi mặt. Hai má rắc bỏng trong cơn gió bất ngằn ngặt phan nắm lấy tay tôi một luồng hơi ấm chạy dọc thân thể tôi sững lại trong vài giây rồi vội vàng rút tay ra phan về đi để cho tôi yên phan lắc đầu ánh mắt đâm vào tôi như nhụy xuyến chi tu tủa những mốc gai mẹ phan vốn không thích tôi cũng như người dân khắp cái bãi phen sông này không thích mẹ con tôi người ta đổ tiếng oan cho mẹ tôi dụ dỗ những người đàn ông của họ cũng như bảo tôi mới nứt mất ra mà đã dụ dỗ phan phan không bận tâm nhưng tôi thì có dần dần tôi tránh mặt phan phan đổ đại học lên thành phố còn tôi ở lại với bến sông và trở thành người vợ thứ ba của lão cốc giúp cho lão có một thằng cu nói dỗi tông đường người ta bảo tôi tham tiền phan hỏi tại sao tôi chỉ lắc đầu phan không hiểu đâu ừ làm sao mà hiểu được, một cô gái mới lớn như tôi lại chấp nhận lấy một lão bằng tuổi cha mình, nếu không vì tiền thì vì điều gì chứ? Phan không hiểu nên Phan đã bỏ lại tôi và ký ức. Phan lên con thuyền chồng chành giữa dòng trôi giá lạnh. Phan đi theo giấc mơ của mình, mang theo cả giấc mơ của tôi. Cứ nghe tiếng động cơ sành sạch ở phía sông là tôi biết lão về. Những lúc ấy tôi bỗng thấy bấn loạn chân tay bủng rủng. Tôi muốn tránh mặt, nhưng kiểu gì lão cũng lô tôi ra để hứng chịu những cơn cuồng bạo của lão sau mấy ngày lên đên trên sông. Hai bà vợ trước vì không thể chịu đựng nổi nên đã cao chạy xa bay mà chưa kịp sinh một con nào. Tôi rùng mình, nghĩ những ngày tháng tới sẽ ra sao. Khi mà vết bầm tím cũ chưa tan thì lại những vết mới đã in hằng trên cơ thể. Nhưng tôi không thể rời khỏi lão mẹ tôi còn đang đau đớn vật vã trên giường bệnh dù có phải ở trong địa ngục tôi cũng chấp nhận để có tiền chữa bệnh cho mẹ năm năm rồi tôi vẫn chẳng có bầu lão ngày càng thô bạo dân làng xì si xà bàn tán chắc lão này vô sinh càng nghe người ta nói như vậy cái sĩ diện của một thằng đàn ông càng trỗi dậy lão về hành hạ tôi bất cứ lúc nào lão muốn tôi đã không còn biết khóc Đôi mắt ráo hoảnh trân trân nhìn lão Lão càng cai cú Cứ nút rượu ưng ực Rồi sai, quát tháo, đập phá Tôi bỏ mặt lão Đi về phía sông Sông ôm chứa nỗi đau của tôi vào lòng Tôi nhìn thấy con thuyền Chở phan đòi nguệ trên dòng trôi Tôi lao theo Cất tiếng gọi trong gió chịu khắc khoải Chợt hình bóng phan tan biến Phan đã đi rồi Phan cũng khinh miệt tôi như bao nhiêu người khác. Năm năm rồi Phan không về quê. Bố mẹ Phan cũng bán đất, bán nhà lên thành phố. Phan đã rủ bỏ tất cả những gì thuộc về tôi. Xuyến chi ở bãi sông hết ra những đọt non, lại trổ hoa và kết nhụy thành những sợi mốc gai. Không ai còn hái ngọn xuyến chi về xào tỏi. Những sợi mốc gai găm vào tôi đau nhói. Tôi chạy theo dọc dài gió thổi, những bờ bãi ven sông héo úa trong cái lạnh tái tê. Tôi ngã trước nắm mồ của mẹ, tôi gục xuống ôm từng nắm đất, đất nâu hoang lạnh rã rời. Cuối cùng, mẹ cũng bỏ tôi đi, lặng lẽ chôn giấu nỗi đau trong từng nắm đất. Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn còn ở lại với nỗi đau của riêng mình. Có người bảo tôi, mẹ mày chết rồi, mày còn ở chốn địa ngục ấy làm cái gì nữa? Tôi cười và tự hỏi Ờ, ở làm gì nữa Nhưng tôi vẫn ở Như một thói quen Một sáng Bỗng thấy nụ hoa đào nở sớm trong vườn nhà Tự nhiên tôi chợt rưng rưng Tôi nhìn gương mặt mình trong bể nước Rồi bất giác đưa tay Rờ lên những vết thương trên mặt Chợt giật mình Tiếng nói nào từ trong ký ức ùa về Mị trẻ lắm Mị vẫn còn trẻ Mị muốn đi chơi. Mị muốn đi chơi à? Muốn đi chơi thì cũng phải học xong bài này đã. Phan cười giòn tan, ngắt bông hoa đào vừa hé cài lên tóc tôi. Tôi quay ra hờn giỏi. Đừng gọi mình là Mị. Mình không muốn trở thành người đàn bà khổ đau nhận ấy. Phan rối rít xin lỗi. Chuyện thôi mà, giờ còn ai khổ vậy? Chúng mình thi đổ đại học, lên thành phố học được kiếm được việc làm tử tế thì đời cô Mỹ chỉ còn trong sách giáo khoa mà thôi. Bỗng có tiếng quát tháo ầm ĩ làm tôi bừng tỉnh. Một người đàn bà phì nộm và hai người đàn ông trông rất dữ dằn hiện ra trước mặt tôi. Bà ta cất tiếng, những thớ mở trên mặt run rung như muốn rơi ra. Thằng cốc nhà mày bị bắt rồi, nó vay tiền tao làm ăn, giấy tờ đây. Giờ tao đến siết nợ cái nhà này bằng bàng hoàng trước những lời nói của người đàn bà lạ mặt. Thì ra, lão cốc khai thác cát lậu bị công an bắt. Tội này là đi tù. Tù thu xếp đồ đạc trở về ngôi nhà của mẹ. Từ khi mẹ mất, ngôi nhà thiếu hơn người, lạnh lẽo rêu phong. Dù sao, lão cốc cũng là người mua lại mảnh đất này cho mẹ con tôi trong những ngày tháng khó khăn. Tôi hận lão, nhưng cũng không thể nào quên ơn lão vài hôm sau người ta báo tin lão khóc chết trong tù vì trọng bệnh tôi chẳng thể biết lão bị bệnh gì chỉ biết tôi đã đeo khăn trắng đưa lão ra đồng lão chết rồi không nhà cửa không con cái không tình yêu chắc lão sẽ cô đơn nhưng mà người sống còn cô đơn huống chi là người chết tôi nhìn dòng sông ngàn đời vẫn vậy nỗi cô đơn thăm thẳm tất cả đã bỏ tôi ra đi chỉ dòng sông ở lại. Một cơn gió thốc tới, tôi rùng mình ớn lạnh. Bỗng một chiếc áo tròn lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại, không tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt tôi chính là Phan. Tôi đẩy Phan ra, Phan dìm chặt tôi vào lòng. Tôi lại đẩy ra, vùng chạy. Tôi chạy qua triền sông dọc dài gió thổi. Xuyến chi phất phơ rất cánh trắng dưới chân tôi. Phan đuổi theo, dằn tôi lại như những sợi móc gai đã phương vào tóc tôi, muốn gỡ bỏ nhưng không thể nào thoát được. Phan về đây làm gì? Kiếm tôi làm chi? Tôi ọa lên khóc nức nở. Năm năm rồi, tôi những tưởng mình đã không còn biết khóc. Phan không nói, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi thắp nén hương lên bàn thờ mẹ. Đến lúc tôi phải đi rồi, tôi qua sông trên chuyến đò cuối cùng. Từng con nước vẫn vẫn vơ trôi, những cánh lục bình vẫn tím liệm rã rời, vẫn một con thuyền lòe nhòe trong màn sương muộn. Chỉ khác là hôm nay tôi đi cùng Phan. Trong suốt bấy nhiêu năm qua, Phan luôn theo dõi tôi, nhưng nào tôi có biết. Rất nhiều lần Phan về bên bến sông, nhìn tôi từ xa khắc khoải, đau đớn, bất lực khi thấy tôi bị hành hạ. Và cuối cùng chính phan đã thu thập bằng chứng để tố cáo lão cốc đẩy lão vào tù tôi chẳng biết việc phan làm là nên hay không tôi chẳng có quyền phán xét tôi chỉ biết phan trở về và mở lại cho tôi cánh cửa ước mơ đã bị đóng kín động viên tôi ôn thi đại học sau bao năm bỏ quê đèn sách chẳng thấy ngờ tôi lại có thể viết tiếp ước mơ dang dở phan cười cốc đầu tôi thấy chưa đã bảo đời cô mỹ chỉ còn trong sách giáo hoa mà thôi. đò rời bến bãi bờ xa ngút, tôi nhìn lại thấy từng thảm xuyến chi cánh trắng chập dần dâng lên như những áng mây trôi. Câu chuyện thứ tư chắc gì đã mai Mạnh có hai thằng con trai nhưng mọi đứa một tính. Lúc có hai vợ chồng Hương bảo. Sau này về già Chẳng biết ở được với thằng nào Mạnh gắt Biết sống được đến lúc ấy không mà lo Người bác sĩ Luôn tiếp xúc với những người gần đất xa trời Khiến cho Mạnh thực tế đến phủ phàng Lắm lúc Len lộ lách xe ra khỏi cái ngõ dài Đến mấy trăm mét Lúc nào cũng ngưng nhút người Mạnh nghĩ Thế mới biết chật chội đến mấy Mà thiên hạ vẫn tìm ra lối đi Bữa trưa thằng Long vừa đút miếng thịt chó hấp vào miệng, vừa lẩm bẩm. Mai, không có dịch chó bố nhỉ, không thì mất ăn. Hương liếc nhìn con trai cả. Ở cái nhà này, nó hợp với tính cách mạnh mẽ của bố nhất. Những trò bia rượu, ăn từ nút sống của mạnh, nó đều hưởng ứng nhiệt tình. Tuần trước, đi họp phụ huynh, Hương nghe cô chủ nhiệm ghé tay. Em chỉ dám nói riêng với chị. Lòng nó suýt nữa, cũng tại con bé ấy dậy thì sớm lại mặc sexy cũng may là chúng em kịp dẹp đi lúc nghe hương kể lại mạnh đã mắng ác đi đến lượt thằng duy cắt ngang giọng suy tư của hương con thấy có một con trâu bị buộc mũi cột vào chân cột đèn đầu ngõ nhà mình trên lưng nó ghi là mai mổ mai đi học về mà con nhìn thấy máu thì con sẽ không ăn thịt nữa mạnh vẫn cúi gầm mặt buông một câu Lại mưa phùng rồi đấy Ở nhà này mạnh cọc cằn Nóng tính thế Nhưng không bao giờ nặng lời với thằng Duy Nó sinh ra Có nhau cuốn ba vòng cổ Mặt tái mét Lớn lên xanh xao rồi lại béo biệu Thường ngày được nó ăn cho là mai lắm Những lúc nó bỏ bữa Lòng mạnh như bị sát muối Năm ấy cũng dịp cuối thu trời cũng mưa dầm về như thế này. Mạnh cùng với đoàn bác sĩ trẻ lên xã, vùng cao, khám chữa bệnh cho bà con theo chương trình của đoàn thanh niên. Một cái bà cũ được căng trước hiên ủy ban. Gió núi thổi lạnh buốt. Đến lượt một bà cụ nghe nói đã 101 tuổi, miệng còn đúng một chiếc răng cửa vào khám. Bà cụ nói tiếng phổ thông lơ lớ. Bà sống được nhiều rồi, không cần khám thêm, nhường cho cái con trâu nhà bà đi nó cần lắm cô bác sĩ tinh hoa đi cùng có vẻ khó chịu hoa lên đây cốt để lấy thành tích về còn có cơ hội lên phó khoa mạnh thì chỉ thấy buồn cười cười đến chả cả nước mắt vì nghĩ đến con trâu mất hàm răng trên trong câu chuyện dân gian trí khôn của ta đây đêm ấy mưa càng nặng hạt men rượu phụng cao như phép màu khiến tất cả nỗi cô đơn vắng vẻ, lạnh lẽo thành nguồn nhựa sống ấm nóng trong mọi người. Có lúc, Mạnh cũng nghĩ đến câu nói của bà cụ lúc sáng, nhưng trước đêm tối và mưa gió bổ vây tứ bầy, anh đặt lưỡi bỏ qua mọi chuyện. Sáng ra, xe vừa chuyển bánh được một đoạn, thì đã thấy bà cụ hôm qua đứng đợi giữa đường. Mạnh đành phải theo bà cụ về nhà, hoa đứng ở cửa xe nhìn theo, hỏi khái anh làm y chưa đủ hay sao mà còn định làm thú nữa à con vật yêu quý của bà cụ đang nằm thôi thớp trong chuồng đó là một con trâu cái mắt nó như ánh lên một sự cầu khẩn chưa bao giờ mạnh nhìn một con vật lâu đến thế con trâu này mới được làm vợ lần đầu chồng của nó bị sét đánh chết mấy hôm trước rồi nó bỏ ăn bà đi cắt cỏ non trên đồi về nó cũng không chịu ăn bà sợ nó không được làm mẹ. Bất giác, Mạnh nghĩ đến Hương sau mấy lần bị sẩy thai. Như thể chưa yên tâm với những lời khẩn cầu của mình, bà cụ đưa cho Mạnh một tấm thổ cẩm cũ. Món quà lạ lẫm và bất ngờ với anh đến mãi tận bây giờ. Mạnh giật mình khi thấy Hương gấp vào bát mình một miếng thịt chó hấp. Miếng thịt thăm như miếng thịt trâu cuối chiều. Nhìn thằng Duy đã lớn anh chưa biết rồi sau này nó sẽ đón nhận ký ức như thế nào bằng đôi phai mềm nhũng kia. Một kiếp đàn ông đầy sóng gió đang chờ nó. Người ta bảo đứa trẻ sinh ra có thể không cùng huyết thống nhưng vẫn có thể giống người nuôi dưỡng. Mỗi lần nhìn thằng Long nhau ra sân khi trời mưa, tấm lưng lừng lửng, chất nịch, mạnh đã có cảm giác buồn vui khó tả. Bao giờ anh cũng như người mộng du trong mưa, anh không thể nhớ đó là hôm nào và ở đâu. Mưa như tẩy xóa tâm trí anh. Anh chỉ có thể nhớ được rằng, cái hôm mưa to gió lớn ấy, dưới tán cây, một đứa trẻ đang gạo khóc, nước mắt làm bỏng khuôn mặt của nó trong mưa lạnh. Anh nhặt nó về. Long là rồng, con rồng hồi sinh trong mưa. Long thích tắm mưa, ăn to nó lớn và lạnh lùng. Chiều về, thành phố bao giờ cũng như hồi kết của một vở kịch các vai phụ trong gia đình đang nháo nhác để nâng tầm vị thế của mình bằng việc nhào vào hàng rau rẻ, thịt ế, trong khi các vai chính đang sắp mặt ở quán bia hay sân tennis nào đó. Ngõ nhà mạnh như một thước phim câm bởi chẳng ai nghe được tiếng còi xe của ai. Bất giác, điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật. Nghe xong cuộc điện thoại của Hương, Mạnh thấy miệng đắng ngắt như ăn phải mật gà. Lẽ nào còn bé đó có thai Lẽ nào thằng Long phải làm bố ở cái tuổi 18 ư Nhìn xung quanh Mạnh lại càng thấy cảnh tượng bát nháo Với muôn vàng tạp âm vo ve Chỉ có con trâu là vẫn đang triệu trạo Nha cái gì đó dưới chân cột điện Mạnh sợ túi áo lấy bao thuốc Cái bật lửa rồi che gió chăm một điếu Lập bập rít một hơi thư thả Giữa giờ cao điểm của một ngày Trước mắt anh cách dăm bước chân con trâu đã ngẩng đầu đứng ngẩn ngơ nhìn anh như chờ đợi điều gì đó hẳn trong mắt nó phố xá dòng người xuôi ngược kia có gì kỳ lạ lắm mạnh nhớ những lần từ cửa sổ bệnh viện nhìn xuống phố cuộc sống bề bộ phức tạp tinh vi nhưng cũng thật hài hước và mỉa mai gã đồ tể đầu ngõ đang loay hoay rửa chân ở cái phội tuy ô nhựa chắc hắn vừa có một chuyến đi vùng ca về nhìn lớp bùn dính dưới chân hắn mạnh bắt chuyện còn cái khấu đuôi không mai để nốt cho tớ hắn cười hền hệt nụ cười của kẻ sống đơn giản ba cứ nói thế đang dịch ế lắm ai mua đâu thế sao ghi mai mổ chắc gì đã là mai của hôm nay mạnh đắc ý vỗ bồm bợp vào vai hắn đúng thế hôm nay còn chưa biết thế nào sao đã phải lo ngày mai được nhỉ? Mạnh nói khẽ Lạ Mọi sáng thức dậy Chú đập đầu chọc tiếc một sinh linh Thì đâm khá Còn anh ngày nào cũng trần lưng Dành giật sự sống cho người Thì cứ xui xẻo Đời chả có nhân quả gì sức Bác nhầm rồi Bụng bác nhiều chữ đâm loạn Em thấy người ta hạnh phúc bởi ảo tưởng Ảo tưởng như đám hành phi Rau thơm làm khách hàng chảy nước miếng chứ đâu phải vì miếng thịt nhà em. Đùa chút thôi, nhìn chữ chú phiếu trên lưng nó làm nhiều người trong ngõ như tôi thấy ái nái lắm. Dẫu sao nó cũng là một sinh linh, khuất mất trong coi thì chẳng nói, đằng này. Bất chấp cái mặt gườm gườm của gã đồ tể, nói sau cô ấy mạnh phóng xe về, lòng nhẹ như cắt bỏ được khối u. Bấy lâu này, cuộc sống có những mối lo lơ lửng treo trên đầu, hạnh phúc thì lúc nào cũng chớ với. Nhà vắng tanh, bọn trẻ chắc hôm nay đi học thêm cả. Mạnh mở két, mân mơi bọc tiền được hương gói ghém cẩn thận. Với người đàn bà trong nhà, chút ít tiền bạc dành dụm là cả mồ hôi và nước mắt. Đến lúc này, Mạnh cảm thấy đôi tay mình rung run hơn cả lúc cầm dao mổ. Anh với cái cha trong tủ, trưa lặng lẽ từng giọt tiếng chim chào màu nhà ai hót thánh thót. Bỗng điện thoại lại vang lên hồi chuông. Thằng Long bị oan đấy, không phải nó. Con bé kia khai rồi, đã rõ thủ phạm rồi. Mạnh cầm cái chai lên, ngắm màu thủy tinh trong suốt và trống rỗng. Hóa ra nó đẹp vì sự trống rỗng. Có gì đó ảo ảo như tai đồ tệ nói có gì đó yêu thương vô bờ bến như bà cụ 101 tuổi với con trâu ngày xưa. Thôi kệ, không nghĩ nữa. Mạnh cầm bọc tiền nhét vào túi áo, phầm phầm bước về phía con trâu đang ngỡ ngơ ngắm phố xá. Anh lẩm bẩm. Chắc gì đã là mai, nếu ta không để hôm nay tuột khỏi tay mình.